Thằng Đại đâu? Mày có thanh toán tiền bóng hôm nọ không? Hay để bố mày phải đốt bể phốt nhà mày? Những thằng chuyên đi lừa kèo như mày mà cũng mạnh mồm dọa đốt bể phốt nhà tao cơ á. Hôm nọ thì mày bảo Mourinho về dẫn dắt Phong Phú Hà Nam làm bố tất tay hôm đấy. Xong còn hôm qua mày bảo Messi về đá cho Real làm bố bán nhà theo Atlético. Nếu hôm qua mà Messi đá luân lưu 11 mét thì Real làm đéo gì có cửa vô địch. Tao nói thế mày cũng đủ hiểu mày thế nào rồi chứ. Còn nếu mày thích đòi tiền tao thì tao cho mày 3 phút. Nếu hạ gục được tao thì không những mày có cái bể phốt mà còn có cả hố ga nhà tao luôn đấy. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán giả cùng đến với trận thi đấu của Cao Bồi Thôn gặp Du Quân Bản trong khuôn khổ giải đấu hố ga vàng mở rộng. Ngày hôm nay thì Cao Bồi Thôn anh ra sân trong trang phục màu đen có phần hơi thâm, còn Du Quân Bản thì anh ra sân trong trang phục áo trắng tinh khôi cùng với một cặp môi hồng đầy quyến rũ. Bước vào những giây phút đầu tiên của trận thi đấu này thì chúng ta có thể thấy là Diệp Vấn Anh đang rất đáng yêu với những pha ra đòn đầy gãi ngứa của mình. Đối thủ của anh ngày hôm nay đó chính là Michael Jackson. Đó chính là Ferguson đang có những cú đấm đầy uy lực của mình. Rất hay dành cho Ferguson. Vừa rồi thì Diệp Vấn đã có một cú đạp thực sự là chính xác. Anh không còn đá trượt giống như kiểu là Lionel Messi đá phạt đền nữa. Vâng, bây giờ thì Ferguson anh vẫn đang có những cú đấm mà uy hiếp rất lớn đến Diệp Vấn. Diệp Vấn đang lùi lại đằng sau vô kính. Sơn đây, vô kính nhà anh, Sơn, ngừng lại. Vâng, cẩn thận, kính bay vào mặt cháu nhỏ. Ô không, cháu gọn ra, không, kính bay vào mặt. Vâng, Sơn ơi, em đang đấm những cú đấm rất nguy hiểm dành cho Diệp Vấn cũng như là cho chính con gái của mình. Vâng, vừa rồi là Diệp Vấn đã ăn một cú đấm mà thực sự là anh đang rất đau nhưng đang lín. Diệp Vấn đang lín, vâng, chắp tay vào sau mông, đúng rồi, lín, vận công, ok. Rồi, làm gì nữa đây? Vâng, bây giờ thì Ferguson anh đang ám chỉ rằng là cái cổ của Diệp Vấn đang có những mảng ghét rất là bẩn, nhưng Diệp Vấn anh lại không thể để ý cái đấy. Vâng, anh lại ngồi, vâng, một dáng ngồi của chó tập dưỡng sinh đây rồi. Một dáng ngồi, đúng dáng ngồi của chó tập dưỡng sinh. Không được đâu Vấn ơi. Diệp không ổn tí nào cả. Vâng, ngồi như này chúng ta hãy cùng chờ đợi Ferguson đang bắt đầu triển khai những thế đánh của mình. Nhưng dường như là Diệp Vấn anh đang có thể có lợi thế. Vâng, vừa rồi là một tình huống mà Ferguson đã ngã. À không, tôi nhầm, tôi xin đính chính lại, đây chính là Hồng Sơn. Hồng Sơn, một tiền đạo nổi tiếng một thời của bóng đá Việt Nam chứ không phải là Ferguson. Vâng, Diệp Vấn lại ăn một cú đấm rất đau đến từ Hồng Sơn. Không thể tin nổi, cố lên Diệp ơi. Ở Việt Nam người ta hâm mộ mày lắm Diệp ơi. Ở Việt Nam người ta còn chuẩn bị ra một cái game tên là game Diệp Vấn để tôn vinh mày đấy. Cố lên, em Huỳnh Thánh Y, em đang nằm ở nhà dạng háng chờ đợi mày về rồi, cố đòi nợ đi. Vâng, Diệp Vấn đang có những tình huống mà đang giơ khỉu tay ra đỡ. Anh đang thể hiện mình là một người mà đã có tiền mua bảo hiểm, đã có tiền mua bảo hiểm để bảo hiểm đôi tay của mình. Vâng, Hồng Sơn, à không, đây là Mai Thanh Sơn. Tôi nhầm, Mai Thanh Sơn đang có những cú đấm rất đau. Vâng, Diệp Vấn đang phản công. Móc mắt Mai Thanh Sơn. Không được. Vâng, đá bộ hạ. Bây giờ ăn cú đấm lóc ao không được, hết giờ rồi. Cũng không biết là đây là đỏ hay là đen cho Mai Thanh Sơn cũng như là Diệp Vấn nữa. Vâng, tí nữa thì Mai Thanh Sơn anh bị mất súng. Còn Diệp Vấn cũng vậy. Vâng, Diệp Vấn mạnh, mặt anh cắt không còn giọt máu nào cả. Anh có lẽ cũng đã thật sự là không thể tin vào mắt mình nữa rồi. Một tình huống thoát chết trong gang tấc. Vâng, như vậy là Diệp Vấn anh cũng đang bước đi những bước đi rất khoan thai để về với vợ của mình. Thôi thì không đấm được Mai Thanh Sơn thì thôi, về nhà để con vợ lo dã như vậy. Tạm biệt Diệp Vấn, chào anh.